Kim Duyên. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Cần Thơ. Thí sinh đến từ Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, số báo danh 203. Cô tự hào là người con của thủ đô Tây Đô, Cần Thơ, nơi có bến Ninh Kiều và tượng Bắc Hồ uy nghi vĩ đại. Thí sinh trên sân khấu lúc này đến từ Cần Thơ, có số báo danh 203, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, số báo danh 203, đến từ Cần Thơ. Cô đã cùng những người bạn của mình thành lập quỹ, lan tỏa yêu thương, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cô còn quan tâm và ủng hộ các dự án thuộc cộng đồng LGBT và giúp đỡ những người bị nhiễm HIV/AIDS. Tôi đã từng yếu đuối, đã từng thất bại. Nhưng sẽ mãi mãi là yếu đuối, sẽ mãi mãi là thất bại nếu tôi không thay đổi bản thân mình và tin vào giáo dục. Và ngày nay tôi đã có được sự hiểu biết của mình cũng như một tâm thế tích cực. Và hơn hết, tôi biết rằng tôi phải làm những điều lớn lao hơn cho cộng đồng và cho xã hội này. Và đặc biệt là những trẻ em nghèo hiếu học đang cần tôi giúp đỡ. Và bởi vì đó, tôi đã thành lập nên một quỹ lan tỏa yêu thương để giúp các em có được điều kiện đến trường cũng như hiểu được sức mạnh của giáo dục. Cảm ơn. Ước tôi có thể chữa lành mọi vết thương, mọi sự khổ đau chỉ bằng một cái ôm. Bởi những mất mát, sai lầm, đau khổ hay tổn thương, không phải ai trong chúng ta cũng có thể diễn tả cảm xúc bằng lời nói. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giải mã được cảm xúc bằng một cái ôm. Tôi tin một cái ôm ân cần, ấm áp và chân thành thật sự có sức mạnh. Cô gái vừa xuất hiện trên sân khấu mang số báo danh 203, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Kim Duyên, và xin chúc bạn sẽ hoàn thành tốt phần thi của mình. Câu hỏi của chúng tôi là: có ý kiến cho rằng các hashtag cộng đồng từng phủ sóng mạng xã hội như MeToo về xâm hại tình dục, Challenge for Change về môi trường, Hoa Hướng Dương về bệnh nhân ung thư chỉ mang tính phong trào và ngắn hạn. Quan điểm của bạn như thế nào về vấn đề này? Xin cảm ơn. Em xin kính chào ban giám khảo cũng như là toàn thể quý vị đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Và em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Đối với em, có còn hơn không? Và những cái phong trào đó dù là ngắn hạn nhưng cũng đã có ảnh hưởng rất là tích cực trong một khoảng thời gian. Và việc của chúng ta chính là làm thế nào đưa ra được những cái kế hoạch trong tương lai để làm sao cho những phong trào đó có thể đi xa và đi sâu và lan tỏa hơn nữa, để những phong trào đó có thể ảnh hưởng cũng như là giúp đỡ những người đã bị ảnh hưởng bởi những quyền xâm hại trẻ em, hoặc là những bệnh nhân ung thư cũng có thể được giúp đỡ bởi những cái hành động của chúng ta, tuy nhỏ nhưng mà rất to lớn đối với họ. Và em mong là chúng ta sẽ lan tỏa cái sự yêu thương này ngày càng nhiều hơn nữa. Em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn thí sinh Kim Duyên. Hãy chứng minh với mọi người rằng em xứng đáng với ngôi vị là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Kế tiếp, mời em. Kim Duyên tin rằng Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 đang tìm kiếm một cô gái không những xinh đẹp, thông minh, mà bên cạnh đó còn phải có một trái tim ấm áp, chân thành và đầy dũng cảm. Và Kim Duyên ở đây để theo đuổi lý tưởng của mình,
theo đuổi lý tưởng cho những trẻ em nghèo hiếu học, những trẻ em không có hoàn cảnh, không có điều kiện được đến trường. Và Kim Duyên ở đây để mong muốn lý tưởng của mình được thực hiện, để giúp các em có điều kiện cũng như là có cơ hội được tiếp xúc với giáo dục. Và bên cạnh đó, Kim Duyên mong muốn mình có thể làm được nhiều điều hơn cho cộng đồng LGBT. Và bên cạnh đó, mình mong muốn điều quan trọng nhất đó chính là những người nhiễm HIV, họ là những người chịu tổn thương trong xã hội này, và mình mong muốn làm được một điều gì đó thật sự ý nghĩa cho họ. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Tôi có thể feel được sức mạnh của em. Cảm ơn. Và em cứ thích yêu xa, chẳng cần ai phải lo mà em tự xa với trái tim thật thà. Từng nhịp từng tim bước đi và em cứ thích yêu xa. Thưa quý vị, hiện nay vùng sáng duy nhất mà chúng ta thấy trên sân khấu, nơi mà hai cô gái đang rất là hồi hộp để biết được một trong hai sẽ được xướng tên là Tân Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Trước khi công bố kết quả này, tôi muốn hai bạn ghi nhớ điều này. Hãy nhớ rằng nếu vi phạm bất kỳ những lý do gì và Hoa Hậu không thể đảm trách được, thì Á Hậu 1 sẽ là người thay bạn đảm nhận lại vai trò của Hoa Hậu cho các hoạt động của ban tổ chức giao phó sau này. Tôi hy vọng hai bạn nắm chặt tay nhau hơn. Và dĩ nhiên tôi sẽ xướng tên Hoa Hậu, người còn lại sẽ là Á Hậu 1 của cuộc thi. Và tôi cũng không có ý định đọc lộn Hoa Hậu đâu. Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 đã thuộc về. Quý vị bình chọn cho ai? Xin chúc mừng Nguyễn Trần Khánh Vân. Xin chúc mừng Nguyễn Trần Khánh Vân đã trở thành Tân Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Và điều đó đồng nghĩa rằng Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã trở thành Á Hậu 1 của Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Xin chúc mừng hai bạn. Tỉnh Khánh Hòa sẽ trao hoa và giải thưởng cho Á Hậu 1 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Một lần nữa xin một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng cho Á Hậu 1 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.